Nếu mà các bạn và các anh chị cảm thấy cơ thể bị cứng ngắc, không được linh hoạt hay bị đau lưng, cổ, vai, gáy hoặc là chúng ta bị những cái chấn thương khác và tập luyện không được hiệu quả thì đây chính là video dành cho các bạn và các anh chị. Chúng ta sẽ dành ra 10 phút thôi tập luyện các bài cho tất cả các khớp trên cơ thể để giúp các khớp, các cơ này được linh hoạt và dẻo dai hơn. Chúng ta không cần dụng cụ gì cả, chỉ cần một tấm thảm thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài đầu tiên. Bài đầu tiên chúng ta sẽ tập linh hoạt cho phần hông. Hai chân của chúng ta sẽ mở rộng ra hình chữ V như thế này. Từ đây chúng ta sẽ hạ đầu gối cùng về một bên, sau đó trở về và đổi bên kia. Mọi người cố gắng đừng lắc cái phần thân trên ha, cố gắng giữ phần thân trên lại. Chúng ta sẽ làm 40 giây và sau đó sẽ chuyển qua bài khác. Rồi bắt đầu di chuyển một bên, hạ, rồi trở về, đổi sang bên kia. Tập linh hoạt là tập cho cái phần khớp của chúng ta nó có thể được đi hết phạm vi chuyển động ha. Cho nên chúng ta cố gắng vặn xuống. Sẽ có người cảm thấy xuống dễ, sẽ có người cảm thấy xuống khó ha. Và nếu mà trong trường hợp các bạn muốn thử thách hơn, nâng cao hơn thì chúng ta sẽ cố gắng ngồi, đẩy người về phía trước, giữ lại và đổi bên. Đẩy, giữ cái phần lưng dưới của chúng ta thẳng ra. Còn trong trường hợp chúng ta cảm thấy khó thì tay cứ giữ ở phía dưới thôi. Không sao hết. 3, 2, 1. Tiếp tục cho cái phần hông và chân, chúng ta sẽ có bài giống như lunges, nhưng mà bình thường lunges chúng ta hạ xuống đẩy, thì bây giờ chúng ta sẽ đẩy cái đầu gối vượt qua cái mũi chân luôn, càng về xa càng tốt, chân sau duỗi dài ra ha, sau đó trở về, hít vào, đẩy về trước, thở ra. Chúng ta cứ làm lần lượt, không cần vội nha mọi người. Rồi tiếp tục đẩy ra xa, trở về, đúng rồi, xuống hết mũi, lên thở miệng. Cảm giác nó vừa tập cho cái phần khớp mà nó còn căng giãn nữa. Cho nên một tuần mọi người cố gắng, nếu có thể ít nhất một buổi tập yoga nè, căng giãn nè, tập linh hoạt. 10 giây cuối. Rất tốt, bây giờ chúng ta sẽ hạ xuống và đổi chân ha. Rồi tương tự như vậy, nhớ nha bạn. Các bạn sẽ cảm nhận được có khi một chân nó sẽ linh hoạt hơn, đi hết phạm vi chuyển động tốt hơn ha. Cho nên không sao cả, chúng ta sẽ tập hai chân cho nó đều lại. Chuẩn bị, tương tự ha, đẩy về phía trước, trở về, hít vào, đẩy, càng về xa càng tốt. Tiếp tục. Mười lăm giây nữa nè. Mười, chín. Cố lên các bạn. Ba, hai, một. Rồi, rất tốt. Bài vừa rồi chúng ta là chiều trước chiều sau đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tập hai chiều ngang nè. Rồi, hai chân của chúng ta sẽ mở rất là rộng như thế này ha. Từ đây chúng ta sẽ nghiêng người qua một bên, co gối. Chân còn lại chúng ta sẽ duỗi ra ha. Xuống thật sâu, duỗi ra. Cảm nhận vừa căng giãn luôn. Đổi bên trái, phải. Trong trường hợp các bạn cảm thấy khó, tay dựa trên đầu gối nè, hạ xuống. Sâu tới mức các bạn có thể. Sau đổi bên. Rồi, trở về và đổi bên. Rất tốt. Các bạn hạ xuống được sâu không? Cố lên. Lên thở ra, xuống hết vào. Cứ chậm chậm. Còn nếu mà chúng ta được á, tay không cần chạm luôn. Xuất sắc. 6, 5. Rất tốt. Và bài tiếp theo chúng ta sẽ cho cái phần đùi sau của chúng ta ha. Rồi tay của chúng ta sẽ nắm lấy cái phần cổ chân hoặc là ngón chân cũng được. Từ đây chúng ta sẽ giữ ha, đẩy cái mông lên, duỗi thẳng gối ra. Nhưng mà tay vẫn giữ cái phần cổ chân nha mọi người. Mình làm tương tự. Rồi thở, đẩy. Rồi. Một số bạn anh chị sẽ khó mà duỗi hết được, không sao hết. Chúng ta tập thời gian là chúng ta có thể căng giãn và duỗi ra được.
cố lên mọi người. Làm sao cho đầu gối chúng ta duỗi thẳng được là rất là tốt, thì chúng ta sẽ không bị đau nhức gối. 10, 9. Cố lên các bạn, sau đó chúng ta sẽ chuyển lên phần thân trên rồi. 3, 2. Rất tốt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập cho cái phần lưng, phần khớp vai của chúng ta. Ở trong tư thế này nè, tay phải ha, luồn tay đằng trước luồn ra sau, đặt cái vai xuống, xong mở mắt nhìn lên trên, tay duỗi thẳng lên luôn ha, làm hết sức xuống hết, rồi lên thở, rồi 40 giây. Khi tập mobility á, là các bạn không nên làm nhanh, mà chúng ta cứ làm chậm từ từ. Rất tốt. Hai mươi giây nữa. 15. Sáu. Năm. Rồi thả lỏng. Mọi người cảm nhận cái phần lưng cũng được căng giãn đúng không? Rất là tốt. Mobility nó không chỉ tập sau mà có thể tập trước khi chạy hay là tập luyện bộ môn khác để thả lỏng ha. Bây giờ chúng ta sẽ đổi tay nè. Hôm nãy tay đằng trước thì bây giờ tay đằng sau. Cứ lên. Tay cũng là bài rất là quan trọng, giúp cái khớp vai chúng ta linh hoạt và cũng như là khởi động tốt. Thì khi đó chúng ta tập cái phần thân trên như là bài đẩy ngực, đẩy vai, không bị chấn thương ha. Cố lên. 20 giây nữa. Chúng ta chỉ còn 3 bài thôi, cố lên mọi người. Bốn, ba, hai. Rất tốt. Rồi bài tiếp theo chúng ta sẽ áp dụng một tí trong yoga nè. Yoga là một bộ môn rất là tốt ha. Rồi từ đây nè, chúng ta sẽ cuộn cái lưng lên, mắt nhìn xuống dưới, hít vào bằng mũi, cuộn lên hết sức, thở ra. Rồi ấn cái phần hông xuống, cổ mắt nhìn lên trên, thở, cong hít vào, cuộn ra thở. Rồi làm 40 giây nha các bạn. Tiếp tục. Nếu mà bạn không được yêu thích môn yoga lắm á, thì những cái video 10-20 vẫn rất là tốt ha. Cố lên nào. Ba, hai, một. Rồi, rất tốt. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm bài như sau. Rồi từ đây, vẫn tư tự như vậy, chúng ta sẽ đẩy người về trước, mở cái bài bả vai ra, mắt nhìn lên trên. Lần này chúng ta sẽ căng giãn và cũng như là linh hoạt cái phần vai. Thầy ấn về sau giữ lại, xong đẩy người về phía trước ha. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi đẩy về phía sau, ấn xuống hết luôn. Đây là một bài giúp linh hoạt cho phần khớp vai theo chiều trước và sau. Rồi các bạn cứ làm chậm chậm từ từ. Khi các bạn càng linh hoạt thì các bạn thực hiện tập luyện hay là các bộ môn càng tốt, và ngoài ra cũng tránh bị chấn thương. Rồi 10 giây cuối. Chúng ta còn một bài nữa thôi các bạn. 3, 2, 1. Rồi, rất tốt. Và bài tiếp theo nó sẽ khá là đơn giản, nó giống như bài Superman, nhưng mà bây giờ bàn tay các bạn sẽ ngửa lên ha. Rồi từ đây nhấc cái vai lên, rồi tay đưa về phía sau, làm sao chạm được càng tốt, còn không chạm không sao hết. Lòng bàn tay hướng lên, sau đó trở vào. Rồi chuẩn bị 3, 2, 1. Rồi lên xoay cái khớp vai nè, đưa về sau, gần chạm, hoặc là chạm được sau nó trở về. Và xoay khớp vai, lòng bàn tay hướng lên tiếp. Rồi lên thở, đưa về sau, rồi đưa trở về.
lòng bàn tay hướng lên. Tiếp tục. Cố lên. Wow, cảm nhận khớp vai nó căng giãn ra. 10 giây cuối. Ba, hai, một. Rồi, rất tốt các bạn. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong 10 phút tập mobility, tập linh hoạt để cho cơ thể của chúng ta tránh bị chấn thương nè, tập luyện tốt hơn và đặc biệt á là cho chúng ta một cái cảm giác cơ thể rất là nhẹ nhàng. Cho nên nếu mà các bạn có thể một tuần hãy tập ít nhất một lần video này là các bạn sẽ cảm thấy an tâm trong sinh hoạt cũng như là tập luyện ha. Và nếu mà các bạn có câu hỏi gì á để dưới phần bình luận ha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.